chào tất cả các chị em và đặc biệt là các vị khách hàng của thẩm mỹ quốc tế Mali. Hiện tại thì chúng tôi đang trị liệu một ca, đó chính là ca sử dụng công nghệ Ultra FX 4.1 trẻ hóa da. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện xem là quá trình này diễn ra như thế nào cùng với bác sĩ và khách hàng là chị Mến nhé. Em chào bác sĩ ạ. Em chào chị Mến ạ. Bác sĩ ơi, với ca trị liệu này của chị Mến thì không biết là đã xong chưa ạ? Vừa xong đấy ạ. Chị Mến ơi, bây giờ thì mình đang cảm thấy là khó chịu hay là nóng rát ở đâu không chị? Không, chị thấy bình thường. Chị Mến ơi, mình làm xong rồi, em mời chị dậy xong rồi sang gương thử nhá. Dạ vâng. Mùi lên trên đây để các chị em chúng ta theo dõi dễ hơn đấy. Dạ vâng. Chị theo dõi nhỉ. Em thấy lên nhìn từ bên ngoài vào làn da của mình nó trẻ hơn này. Đấy, căng mịn hơn, sầu là thích hơn rồi đây này. Chị cảm thấy cái cơ hàm của mình nó cũng săn hơn. Chị có thích không chị? Rồi nhìn da căng bóng hẳn luôn đấy. Vâng. Chị ơi, có sự khác biệt. Nhìn với cái diện mạo bây giờ của chị thì không ai có thể tưởng tượng rằng đây chính là hình ảnh của chị Mến trước khi mà sử dụng công nghệ Ultra FX 4.1 đâu ạ. Đối với tình trạng da này của chị Mến thì chúng ta có thể theo dõi này. Đối với cái rãnh cười, hai rãnh cực kỳ sâu đó. Bên cạnh đó thì hai cái vùng khóe mắt này rất là nhiều nếp nhăn. Đấy, các chị em của chúng ta có thể theo dõi nhé. Và có thể nhìn tổng thể là màu da thì không hề đồng màu một chút nào cả. Ở bên cạnh đó thì đây, cái phần hàm này đấy, rất to và bị chảy xệ cái làn da xuống dưới, khiến cho cái phần hàm của chúng ta không được thon gọn như cái hồi của con gái nữa, đúng không chị? Rồi bây giờ chúng ta có thể theo dõi là cái hình ảnh bây giờ của chị Mến thì rất là khác. Và xin hỏi bác sĩ một chút là đối với công nghệ Ultra FX 4.1 như thế này thì sẽ có tác động như thế nào để khiến thế chị Mến có sự thay đổi như vậy ạ? Như vậy các bạn vừa thấy thì với công nghệ Ultra FX 4.1 này thì chúng ta sẽ có hai bước, đó là thứ nhất là sử dụng giống ProF để lấy hình những đường nét khuôn mặt từ bên ngoài, và cái bước thứ hai là cái bước mình vừa thực hiện xong, đó là trẻ hóa từ trong khoang miệng, sử dụng cái laser 4D lạnh để giúp đàn kéo đàn hồi các cái sợi collagen tăng sinh hơn, và lúc đấy nó sẽ giảm được các cái nếp nhăn này, cái rãnh khóe miệng này, và kể cả cái phần hàm của chị ý, các bạn sẽ thấy là nó sẽ thon gọn hơn cái ảnh lúc trước rất là nhiều. Đấy, bây giờ chị cảm thấy như thế nào? Chị nhìn giống như là một khuôn mặt khác vậy. Không nhận ra mình luôn ấy. So với cái ảnh cũ thì phải đấy là chắc chắn là phải công nhận là chị đã trẻ hơn so với tuổi rất là nhiều, đúng không? Cái hồi mà mình vẫn còn có cái làn da như này thì mình có phải chăm sóc nhiều không, có tự tin không hả chị? Thực sự là rất mất tự tin. Đúng là cái làn da như thế này thì đi đâu cũng phải che chắn, phải bảo vệ rất là kỹ. Mà mình, chị là chị rất là giữ da đấy, không phải là chị ngôn thả đâu, nhưng mà nó làn da nó không được như ý muốn. Vâng, cho một cái như thế này nhá, đây là cái hiệu quả vừa sau khi làm. Tuy nhiên là chị nhận thấy rằng là cái lượng collagen ấy, sau khi điều trị bằng cái công nghệ FX 4.1 này xong thì nó sẽ tiếp tục làm tăng sinh cái lượng collagen trong da mình, và da mình sẽ càng ngày càng đàn hồi, càng căng bóng. Thì em được biết là lúc nãy là chị có chia sẻ là sắp tới chị đi công tác ở nước ngoài ấy, thì nước ngoài thì các nước châu Âu thì lại nó khá là lạnh, thì mình chỉ cần chú ý cho em một chút là mình sẽ bôi kem chống nắng, với cả có thể là sử dụng thêm xịt khoáng thôi, là làn da của chị nó sẽ có thể càng ngày càng đẹp hơn. Và hy vọng là sau khi mà gặp lại chị sau cái chuyến công tác đấy thì làn da mình nó sẽ hơi tắn và trẻ trung hơn thế này nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn bác sĩ. Đúng rồi, hôm nay bác sĩ rất là nhiệt tình với cả chị Mến đúng không ạ? Và bây giờ thì thôi, chúng ta sẽ nhìn lại một lần nữa hình ảnh của chị Mến trước khi mà chúng ta tạm biệt đúng không ạ? Tạm biệt cái làn da này, và coi như là không một chị em nào mà chúng ta mong muốn sở hữu cái làn da này cả. Đối với làn da mà sậm màu có rất là nhiều cái nếp nhăn sâu như thế này thì đúng là ai cũng cảm thấy rất là mất tự tin. Và bây giờ thì khi mà chúng ta nhìn thấy một chị Mến bên cạnh đây, da căng bóng này, trẻ và rất là khỏe, thì hy vọng là các chị em của chúng ta cũng có thể tìm đến thẩm mỹ quốc tế Mali để có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ, đó chính là Ultra FX 4.1 cùng với các dịch vụ khác của thẩm mỹ quốc tế Mali nữa. Và đừng quên số hotline của chúng tôi, đó là 0386 463 463 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.